đàn nghề đấy. Mùi xa ra. Mùi xa ra thì tí này không cho bánh nó thu bán. À. Phải chăm làm anh ạ, thôi. Ừ. Nếu mà tai thính như thế mà thêm quả mũi thính nữa là đủ bộ luôn đấy. Quên, 5.000. Ngày 19, 5.000. Ok. Được đấy. Còn tối nay em sẽ like. Tối nay mình like tầm khoảng 7 giờ mọi người nhá. Có một số bánh, bánh trung thu có nhưng mà ít cho mọi người nhá. Tối nay tầm 7 giờ. Tầm 7 giờ. Gửi được 20 bánh về nhà cho anh chưa? Bánh bánh chưa có anh ạ, chưa có, bởi vì đang hiện tại là đang trả hàng lại cho khách, gửi cho khách từ ngày hôm mùng 9 đến giờ và chưa đi đường cho mọi người mà. Đang đi đường cho khách cả. Để xong rồi cũng xếp gì sớm đi anh, còn cúng rằm đấy. Vâng, kiểu gì thì rằm anh chả có mà. Tối em thì em ăn về rồi nhá. Dạ. Lôi nhìn đi quay sao nó thấy nhỉ? Túi có khô bột miếng nhỉ? Túi có đồ cút nhỉ? Đồ cút có, đồ khô gói nhỉ mọi người nhỉ? Ôi, quên, rằm là 18 nhỉ? Rằm là 18. Ui. Anh xin sửa hàng cần thẻ đi. Anh người nhà có được tham gia không? Anh là người nhà có được tham gia quay cái này không? Làm video này không? Yeah. Có, được. Ê, thế để em bảo với Nhật Lệ ship cho anh cũng giảm nhá. Ờ, 20 chiếc nhá. Không thì phải tầm chục chiếc, phải chia mấy nơi mà. Đi hỏi đi này, đi này. Anh Tiến con đua. Con đem cả lên chùa để cúng đấy. Con cứ xin về nhà cho anh được. Con đem cả lên chùa để cúng đấy. Hả? Con đem cả lên chùa để cúng đấy. Nhắn tin cho em đi. Nhắn tin cho em đi. Quán. Quán cho anh. Quán 10 cái được thôi. 5 cái đến tầm 7 cái thôi. Bởi vì là giờ đang để hàng cho khách nữa. Còn mà chục cái đi, chục cái đi, con đem mấy nơi để cúng mà. Cúng rằm mà. Ui, như lấy like hôm mà mọi người nhỉ. Mà đơn mà chưa đi, mình like hôm 11. Hôm 8 đang là đi đâu mà mọi người? Ờ, hôm mùng 8. Hôm mùng 8, ai mua bánh hôm mùng 8 thì hôm nay sẽ đi hết. Thế tối nay mình lại bảo là thế tối nay đừng lai bánh nữa. Tối nay không lai bánh. Tối nay đến 19 nhá. Thôi đâu anh. Nói đi, quay đi. 5 ngày xe ra. Một nghìn thôi. 1.000 thôi à? Nhưng mà 1.000 thôi. Quay thôi. Thì con tét thôi. Quay thôi. Ôi, nhiều thế à? Các bạn nhớ vào like để tối nay là mua sản phẩm dầu gội sữa tắm của bên Quang Linh Global nhá. Khẩu trang tụi em bán nhé. Khẩu trang chị Nguyễn này đây. Tối nay em bán khẩu trang. Bây giờ chị nhớ mua nhá. Con bây giờ là tuổi ta phải lưng là còn cao hơn cả cô. Tối nay mình sẽ bán dầu đầu nha mọi người. Bán dầu đầu, bán đồ phút, bán quần áo. Với là một số sản phẩm như là kiểu khẩu trang, là máy cầu râu với là một số thế để anh bảo các bạn cho em tối nay cái deal dầu gội đầu cực sốc nhá. Dạ dạ, đu ca nào anh? Deal 2 tặng 1 nhá. Bố bàn kia anh dài.
có mình mời các bạn vào live của Lam Hoàng tối nay để live của Hoàng Tiến tối nay để nhận mua hai tặng một. Đúng rồi, tối nay mình live từ 7 giờ nha mọi người nhá, 7 giờ mình live. Có mua hai bên trong hàng không? Đang mua hai bên bên đặt một khách du lịch, ok chưa? Được. Quá tuyệt vời luôn. Thế quá rẻ rồi. Mua hai sữa tắm tặng một du lịch, ok chưa? Ok luôn. Đấy. Quá là rẻ luôn. Cái này mới chưa bán. Nói nhỏ các bạn ở đây, người nhà đã được dùng thử bao giờ đâu. Nhưng mà bánh tu tu ngon này. Cái này nó có vị gì ở trong anh Tiến? Hả? Ôi giời, thôi toang rồi. Anh gọi cho em ăn mà biết đâu ấy. Thôi, quay rồi, cứ quay là được ăn mà. Cứ quay là được ăn thì mình cứ quay thôi. Tối nay có bánh, tối nay mẹ sao này mẹ được bảo mẹ quên tên con rồi. Này là sao mà chuyển nhập nhà rồi nữa. Thắng ơi, nhá, mang tiếng anh bóc ra, đây mang tiếng anh bóc ra ăn, anh có được miếng nào đâu. Đây quay đây, quay đây, ăn bóc ăn thôi, đấy. Cái này nhân gì đấy? Anh có được miếng nào đâu? Omachi trứng muối. Bác ơi, tí anh em mình trong nhà anh nhắn tin số riêng nhá. Dạ vâng. Nhưng mà chắc là ít hơn nhỉ? Vì là còn để đi đưa cho mọi người nữa. Đấy. Tối nay có nhưng mà này nó đùa, anh mang tiếng này bóc ra đấy. Này. Mời ra, ra mời mọi người. Bóc ra đây. Anh ra mời anh chị. Đây, 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 đi về. Bánh đấy là để quay cho cả năm ấy. Đâu mấy bữa mấy năm ấy ăn. Mấy bữa gửi nó sang mấy. Hả? Có bánh cao cấp chưa? Ơi, người sao mà anh? À, chắc là mà mai đưa anh lên sân bay thì chắc là cầm về. Mai like rồi mà. À, không kịp đó. Tối mai like mà. Tối mai like mà anh. Không kịp à? Thế thì không chưa thấy ship xuống đây rồi. Thế thì không kịp rồi. Thì thôi, phát triển anh. Hàng được. Nhưng mà em sợ là trong cái like của Linh để ông giỏ hàng cũng hết. Hết bánh rồi. Hết bánh rồi đi lấy. Cái yêu em nào càng to thì em lại càng ưu tiên. Chứ còn Hoàng Kiển mới thành lập mấy cái sợ đó. Được vài hôm là lại bảo phá sản anh chết. Ừ. Nên phải vào vẩn. Cái mồ cô nhà ở cơ mẹ nhà. Đấy. Nó còn nhiều. Nhiều người đóng hàng vào khổ thế. Nhiều lắm. Nhiều giờ đang muốn. Không kịp.